Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10. Cả Xuất Đỉnh này tiếp tục giới thiệu đến các bác những cặp loa bãi mới về. Thì trong đó thì có những cặp loa là chuyên hát karaoke và những cặp loa giản đại cũng rất là chất mà giá tiền thì rất là mềm mại để phục vụ cho các bác. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình để các bác lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có nhu cầu cứ alo cho Xuất Đỉnh theo số đã trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác về những sản phẩm này. Sẽ quay cho các bác đầu tiên là một chiếc Omni rất là độc đáo của hãng Sapa đến từ Đức sản xuất. Model của dòng này là Sapa Hi-Fi VS100 Stereo. Trong này thì có chỉnh bass tép này, có ba lăng này, volume. Đấy, đây là các cái đường vào này. Hôm nay rất là hay. Ở những chiếc Omni này thì đây là một trong những dòng Omni cổ có cái vỏ gỗ rất là chất lượng, nhìn rất là sang trọng. Gỗ của nó làm bằng gỗ, cái này gọi là gỗ thịt thì gỗ ép vậy, rất chất này. Vỏ gỗ bom bê rất là chất. Hình thức thì đúng như kiểu dáng của những dòng high end, loa hình thức rất là đẹp luôn, vuông thành sát cạnh. Size của nó là size 41-42. Đấy, đằng sau thì nó sẽ thông số, thì cái nắp này nắp ít ở đằng sau thì Xuân Đỉnh đã tháo sẵn rồi. Cái này thì giao cho các bác thì Xuân Đỉnh sẽ tặng đủ cho các bác phụ kiện là jack cắm ra loa và jack tín hiệu đầu vào. Đấy. Hôm nay thì đang sử dụng điện 220V, công suất maximum là 190W. Điện 220 rất là tiện dùng. Ở đây thì dòng này Xuân Đỉnh giới thiệu cho các bác để bác nào mà đang có những cặp loa book sell, những cặp loa toàn giải hoặc những cặp loa cổ mà khó tính thì ghép vào những dòng này rất là hay. Đặc biệt bác nào đang chơi những dòng loa toàn giải, những dòng loa kiểu màng gỗ của Victor, rành những dòng này thì quá đẳng cấp rồi. Hình thức thì còn khá là đẹp. Mặt tiền không có chảy xước gì cả. Dòng này thì âm ly thì là của Đức, nhưng lại sở hữu sò là sò RCA này của Mỹ. Chạy 4 sò sắt Mỹ. Xuất âm tụ, toàn bộ linh kiện các con tụ đây còn rất là mới. Đồ của Đức thì rất là chất rồi. Còn mới kính còn khá là đẹp mắt đấy. Zin tuyệt đối, một nguồn, hai tụ, chạy sò sắt, xuất âm tụ. Hôm nay thì toàn bộ sử dụng cái kích sắt là vẫn còn nguyên. Đây, quay cao một chút để các bác có thể nhìn thấy rõ tổng quan về nội thất bên trong. Nhỏ gọn, xinh xắn, điện 220V, là đối tác cho rất là nhiều những loại loa khó tính. Xuất Đỉnh đang bán vắp mức giá là 4 triệu đồng để các bác chơi những chiếc âm ly chất lượng mà giá tiền rẻ. Quan trọng nhất là sử dụng điện 220V là rất là nhiều các bác mê rồi. Dòng này thì trông như vậy thôi, nhìn thì đơn giản nhưng cái công suất đầu ra lại khá là tốt để các bác ghép với những cặp loa bass 20, 25 hoặc 30, những dòng loa cổ độ nhạy cao, những dòng loa toàn giải thì không phải nghĩ về chất lượng rồi. Đấy, những cặp này thì quá xuất sắc. Hình thức là còn đẹp các bác nhé. Đít đáy, mới kính con. Mức giá tiền là 4 triệu đồng. Omni Sapa Hi-Fi VS100 Stereo. Đây là cái model để các bác có thể check trên Google để tìm hiểu thêm thông tin về dòng Omni này. Là một trong những dòng Omni rất là hay, khá hiếm trên thị trường. Giá tiền là 4 triệu đồng. Tiếp theo thì đến những cặp loa. Đây là cặp loa của dàn Mini Onkyo SX7A này. Bass 13 gân cao su, màng giấy rốn núm cao, một tép đôm. Loa đối xứng. Cặp này thì có ý thức chiều cao đạt tầm 26-27, bề ngang của nó là 18, bề sâu nó 24. Đấy, căng cước còn đầy đủ. Thùng loa thì có bụi bẩn và hơi móp nhẹ tí dưới. Loa công suất 70W, được sản xuất tại Malaysia. Xuất Đỉnh bán thanh lý cho các bác mức giá là 750.000. Các bác làm loa lời cho những bộ nghe nhạc hoặc hát karaoke cũng rất tốt. Mà giá tiền thì rất là rẻ. Những cặp loa này đời cao của hãng Onkyo, vỏ màu gỗ sang trọng. Và các bác nghe nhạc ở phòng ngủ thì những cặp loa này cũng sử dụng rất là tuyệt vời rồi. Thì các bác ghép vào những dòng âm ly đài ô tô hoặc là những dòng âm ly mini để nghe nhạc phòng ngủ rất là chất nhé. Mức giá là 750.000. Onkyo SX7A. Loa đẹp là còn nguyên zin. Cặp số 2 đó là cặp loa chuyên karaoke. Mà cặp này thì cái loa bass này này rất giống với những dòng màng của loa Bose này, rất giống với những dòng Bose Series 3 luôn. Đấy. Gân của nó là gân mút, màng giấy, rốn của nó là rốn giấy và có rốn phẳng ở chính giữa. Đấy. Hai tép giấy ở hai bên. Đấy. Những dòng này thì nó là loa của Nhật.
hai lỗ thông hơi. Chiếc bên dưới này cũng vậy, rất là đẹp. Đấy. Loa thì đã test là còn hoạt động tốt rồi. Loa này là chuyên nghe nhạc và karaoke. Và những dòng loa này thì Xuân Đình gọi là hàng siêu tầm cho các bác, nó không có hàng nhái. Và loa thì rất là chất lượng, hình thức là còn đẹp. Loa này thì đường kính bề ngang của nó là 45. Đấy, chiều cao của loa đạt là 26-27. Hai tép giấy. Hát karaoke rất là lợi về lời luôn. Dòng này thì đây Xuân Đình sẽ quay ở phía đằng sau. Đó là loa, gọi là loa tai to cũng được, cho nó dễ thở theo đúng cái tiếng Việt của mình đi. Chở gắng 8 ôm công suất 250W mà trên Japan. Đấy, những dòng này thì rất ít có trên thị trường. Nhưng những cái thương hiệu này thì nó toàn là những hàng gọi là độc dị lạ thôi. Tiếng thì rất là tốt. Đấy, loa này loa karaoke mà đây là hàng của Nhật xịn sò luôn, không có hàng nhái. Và cái thương hiệu thì cũng khá là ít có trên thị trường. Đấy. Tiếng rất là tốt, cặp này Xuân Đình bán ở bắp mức giá là 2.800.000 đồng. Loa karaoke hàng bãi của Nhật, tép giấy, bát của nó là bát 20, rất giống với những dòng Boss Suriba. Hình thức thì còn khá là đẹp. Đấy, mức giá tiền là 2.800.000. Sau bên này thì đó là hai cặp loa của Dàn. Thì đây là cặp loa LOD, model của nó là HS330M của hãng Hitachi. LOD là của hãng Hitachi sản xuất. Một bát 23, một chung 7 và một tép 4, chung giấy, tép giấy. Bát 23 gân vải, màng của nó màng carbon. Hình thức thì còn khá là mới, kiềng loa còn rất là đẹp. Loa này thì đây là cái thông số cặp loa LOD. Trở kháng của nó là 8 ohm, công suất là 100W, made in Japan. Góc cạnh loa khá là chất đấy. Cặp này Xuân Đình đang bán được bắp mức giá là 1.900.000 đồng. Loa LOD, model của nó là 330M. Đấy, mức giá là 1.900.000. Đây là loa của những bộ dàn đại nên giá nó rất là mềm. Cặp này thì các bác nghe rất tốt, phòng 25-30m2. Loa là còn đẹp và còn zin. Cặp tiếp theo nữa đó là cặp Kenwood. Dòng này dòng Kenwood S7M thì đây nó thuộc trong những cái bộ dàn Kenwood A65. Đấy. Loa thì có những cái kiềng mạ chrome màu vàng rất là sang trọng. Bát của dòng này là bát 24. Đấy, một chung, một tép, lỗ thông hơi phía trước. Cặp này thì có kích thước chiều cao đạt là 64-65. À xin lỗi các bác, là chiều cao của này là 56. Đấy, chiều ngang của loa là 30 và chiều sâu của loa là 26. Loa còn khá là đẹp, nguyên zin. Cặp này thì zin từ gân lẫn màng, gân vải màng carbon. Một chung một tép. Dòng loa này thì nó cũng có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W. Góc cạnh thì còn đẹp. S7M. Cặp này Xuân Đình giao lưu với các bác mức giá chỉ có 2.700.000 đồng. Loa Kenwood S7M nhé. Đây là những dòng loa của dàn đại. Loa rất là chất, hình thức đẹp. Các bác về ghép vào những bộ dàn cũng được. Các bác nghe rời ghép vào những chiếc ống ly cũng rất là chất lượng. Mà giá tiền thì lại khá là rẻ. Căng cước là đầy đủ và đẹp xuất sắc. Đây là những sản phẩm mà Xuân Đình quay chi tiết trong video buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.